Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh VFY Stock ha. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán đấy. Thì hôm nay một chút nữa em có một vài cái việc bận cá nhân, cho nên em cũng tranh thủ xong một cái phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì em cũng làm luôn cái video. Bởi vì em biết cái cảm xúc của anh chị mình bây giờ ấy, mình đang cảm thấy khá là vui đúng không? Đó, chí ít là mình đang có những cảm xúc nó kéo lại cái sự tâm lý của mình không còn những cái tâm lý mình chán nản nữa. Đó, thì ngày hôm qua em đã chia sẻ khá là nhiều về cái việc mà tâm lý trên thị trường này. Đó, thì sau những cái tâm lý chán nản ấy, thì nó sẽ hình thành nên những cái đáy của thị trường chung. Thì sau một cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường nó đã xác nhận cái việc mà thị trường đã tạo đáy ở cái giai đoạn vừa rồi ha. Đó, thì cũng xin chúc mừng những anh chị nào mà mình đã follow và mình xem theo cái kênh YouTube của em ấy, thì mình đã không bán ra những cái lượng cổ phiếu của mình khi mà cái tâm lý và cái tình trạng của mình bi quan nhất, lo sợ nhất và chán nản nhất, thì đó là những cái mức giá thấp nhất của cái nhịp chỉnh vừa rồi. Thì ngày hôm nay nhìn chung là thị trường nó đã có một cái nhịp nó tăng điểm, tiếp tục tăng 35 điểm với một cái thanh khối lượng giao dịch ở khoảng 700 triệu cổ phiếu, với một cái mức thanh khoản khoảng gần 16.000 tỷ. Thì đây là một cái phiên giao dịch em đánh giá là tương đối ổn định và tương đối tốt. Nhưng mà để vì sao và nó có những cái sự xác nhận như thế nào thì anh chị mình mới có những cái cơ hội mà mình phải tham gia lại thị trường. Nó phải cần có những cái điều kiện. Thì trong cái video ngày hôm nay, ngoài phân tích nhận định về cái yếu tố của thị trường chung, em cũng chia sẻ cho anh chị mình thêm về một cái kiến thức khá là hay trong cái quá trình đầu tư của mình ha. Thì nếu mà như ngày hôm nay nếu mà tốt ấy, thì anh chị mình có thể lấy bút ra để mình ghi lại về cái video này. Tại vì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cái cách để mình xác nhận được cái phiên gọi là phiên bùng nổ theo đà. Thì không thường mà để mà thị trường nó bước vào một con sóng mới thì nó phải có một cái phiên được gọi là phiên bùng nổ theo đà anh chị ha. Thì đó là một cái phiên mà nó xác nhận thị trường bước vào một cái xu thế tăng tiếp theo, một cái con sóng mới đó. Và trong một cái phiên này nó có những cái yếu tố nào thì một chút nữa em sẽ giới thiệu với anh chị mình và em sẽ chia sẻ luôn. Thì trong cái khóa học của em ấy, các khóa học về VSA phân tích những cái yếu tố về dòng tiền lớn, thì nó cũng có một cái buổi học, nó gọi là cái buổi mà được em dạy là buổi khoảng buổi số 7, là cái buổi mà dạy dạy về cái phiên bùng nổ theo đà ấy. Đó, thì những anh chị học viên của em như vậy vừa rồi cũng đã học qua cái buổi này, và mình sẽ chờ những cái cơ hội để mình áp dụng những cái quá trình mà mình đã học tập vào cái quá trình đầu tư thực tế đúng không? Bởi vì em dạy cho anh chị mình xong ấy, là mình ra mình phải đầu tư được thì nó mới gọi là thành công, chứ chúng ta không phải trên trường trên lớp như là cái thời mà anh chị mình còn học cấp 2, cấp 3 hay là học đại học, mình học bài để mình thi thì nó không có ha. Khoản này mình học để mình ra mình đầu tư cho nó mang lại những khoản lợi nhuận cho mình. Thì nhìn chung vào một cái phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên giao dịch rất là tốt đúng không? Đó, và cái yếu tố của thị trường chung ấy nó cũng đã hình thành nên những cái này được gọi là một cái cụm mẫu hình, một cái mẫu hình về Island Reversal. Thì đây là một cái mô hình mà tạo đáy em đã phân tích cho chị mình khá là nhiều trong những cái video gần đây đúng không? Đó, thì cái mô hình này nó cũng tương tự và nó hình thành như cái giai đoạn mà Covid lần hai ở đây, thì nó cũng là mô hình reversal. Thì ngày hôm nay nó cũng vận động tương tự như chúng ta đã trao đổi với nhau trong cái video ngày hôm qua. Thì trường nó đã mở những cái gap up này đó, trước đó ở bên đây là những cái gap down. Thì anh chị có thấy không, anh chị nếu mà anh chị mình nhìn được và mình hiểu được những cái kỹ thuật về gap ấy, thì mình sẽ thấy được cái cụm mẫu hình này nó bị cô lập so với cái phần còn lại của cái vận động thị trường ấy, thì nó sẽ được gọi tên là Island Reversal ha. Island là một cái đảo thì nó sẽ bị cô lập với cái phần đất liền còn lại, thì đó là một cái vận động thị trường. Và phiên hôm nay thì vô hình chung nó đã hoàn thành một cái mẫu hình về Island Reversal tạo đáy của thị trường chung ha. Đó, và thị trường ngày hôm nay nó tăng cũng rất là khốc đúng không? Đó, thị trường ngày vừa rồi ấy, nó chỉnh cũng rất là mạnh, nhưng mà khi nó tăng lên cũng rất là mạnh mẽ ha. Và anh chị mình biết ấy, thường những cái yếu tố mà điều chỉnh của thị trường chung ấy, trong những cái dữ liệu quá khứ ấy, nó không có bao giờ mà trong 2 tuần mà nó giảm 200 điểm đâu chị. Thật sự cái quá trình điều chỉnh này ấy, là nó mang những cái yếu tố của nhà tạo lập, họ đè giá, họ đốt cháy cái quá trình mà đè giá của họ ấy. Khi mà một quá trình đè giá xảy ra, nó thường sẽ xuất hiện ít nhất là khoảng 1,5 tháng đến 3 tháng đó. Nhưng mà cái giai đoạn hiện tại, cái quá trình đè giá sẽ xảy ra khá là nhanh đúng không? Anh chị thấy có hai phiên giảm 70 điểm này đó, hai phiên giảm cực kỳ lớn, thì vô hình chung nó đã đốt cháy cái quá trình đè giá. Mà không thường những quá trình đè giá là gì, mà nó lại diễn ra cái giai đoạn mà trước Tết anh chị. Tại vì cái tâm lý nhà đầu tư Việt Nam bình thường ấy, trước Tết mình sẽ có những cái yếu tố mà mình chốt lại để mình thu hồi về những cái lượng vốn để mình chi tiêu và mình tiêu dùng cho cái quá trình mà Tết của mình đó. Thì tâm lý nhà đầu tư như thế, sau đó qua Tết nhà đầu tư mình mới mua lại những cái lượng hàng mà mình đã bán ra. Nhưng đội lái họ hiểu được những cái vận động đấy và họ ép cho anh chị mình bán ra sớm và bán ra nhanh trong cái quá trình mà họ đè giá như thế này này. Bây giờ tôi đè giá cái ông bán ra hay không,
rất nhiều anh chị mình đã lãi ở đoạn vừa rồi. Ví dụ mình có 1 tỷ đi, mình lãi 1 tỷ mà thấy giai đoạn vừa nó chỉnh mình mất hơn 1 tỷ thì anh chị bị ép bán à, nó có thể gọi là được đội lái hoặc ép cho anh chị bán ra sớm đó để nó đốt cháy quá trình điều chỉnh. Chứ như giai đoạn này anh chị thấy không, cái quá trình điều chỉnh nó xảy ra trong vòng khá là lâu này. Giai đoạn này là từ cái ngày mà điều chỉnh là từ tháng 6 này cho đến tháng 7 thì nó rơi vào khoảng 1,5 tháng 2 tháng đó thì nó mới hoàn tất xong cái quá trình điều chỉnh. Còn giai đoạn hiện tại nó sẽ khác biệt một chút ha, nó đốt cháy khá là nhanh những cái quá trình đè giá. Thì thật sự cái vận động như đi chơi ấy, nhà tạo lập họ cũng đánh trực tiếp vào những cái tâm lý và cái hành vi của nhỏ lẻ hơn anh chị đó. Trong cái anh chị mình xem video của em ấy, cho em hỏi rằng là có anh chị nào mình đã bán ngay đấy trong cái phiên giao dịch ngày hôm trước không? Thì đó, lúc đó là cái tâm lý của chị mình rất là chán nản, mình chỉ muốn bán những cái lượng cổ phiếu. À, cái phiên hôm thứ hai nếu mà em hỏi 10 người thì khoảng hết 8 người là muốn bán là cổ phiếu để thu hồi vốn về, bất chấp là cái thị trường lúc đấy nó giao dịch như thế nào, bất cứ giá nào là chị mình cũng muốn bán đúng không? Nhưng mà ngược lại này thì những cái yếu tố vận động như phiên hôm nay ấy, thì nó cũng đã thu hút lại được những cái tâm lý của nhà đầu tư. À, nó cân bằng lại cái tâm lý của anh chị mà. Những chị nào bi quan ấy, thì bây giờ dần dần mình cũng có niềm tin hơn với thị trường chứng khoán à. Thì đấy là cái phân tích của em về những cái yếu tố hiện chung như hiện tại. Và một cái nó có một cái tin khá là hay để nó đồng thuận với cái việc mà thị trường đánh lên này anh chị. Và nó cũng có những yếu tố về dòng tiền. Thì hồi sáng nay em cũng có đọc một vài cái tin tức về những cái yếu tố về lãi suất, đó là Vietcombank nó cũng đã giảm lãi suất. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai ấy là về hồi trưa này này, nó có một cái tin đó là ngân hàng nhà nước này tiếp tục bơm ròng 15.500 tỷ đó, bơm ra nền kinh tế. Thì anh chị mình nghĩ rằng xem bây giờ liệu chính phủ sẽ bơm ra cái kênh đầu tư nào? À, bất động sản thì bây giờ chắc chắn là sẽ rất khó khăn, mà ở Việt Nam mình ấy ngoại hối thì chưa có đấy. Thì cái kênh đầu tư duy nhất bây giờ ấy đó chính là cái kênh đầu tư chứng khoán đó. Thì anh chị có thể hình dung được là cái quá trình vừa rồi nó chỉ là đồng thuận cho cái việc mà đội lái họ đè giá để họ gom được những lượng hàng, họ ép cho những chị nhà đầu tư mình bán ra ở những vùng giá thấp hoặc là chốt lãi đi những vùng giá thấp đó. Thì từ đó đội lái nó mới gom hàng và nó mới vận động những cái yếu tố về thị trường và nó kết hợp thêm những cái tin tức về media ấy. Thì trong cái video ngày hôm qua em đã chia sẻ với anh chị mình nhiều đúng không, khi mà thị trường chung nó bắt đầu nó tạo đáy thì bắt đầu nó sẽ có những cái tin tức tốt nó bơm ra để nó kích thích lại cái dòng tiền của nhà đầu tư mình. Và khi mà kết hợp với cái việc bây giờ là cái yếu tố về bùng nổ dịch ấy nó cũng đang xảy ra nhiều tỉnh thành ở trên đất nước đúng không đó. Thì khi mà dịch nó ra như thế thì trên anh chị mình cũng biết là cái dòng tiền thông minh ấy nó cũng không có đầu tư được ở những cái kênh chứng khoán nào cả, đặc biệt là những cái kênh mà bất động sản này hoặc là cái lãi suất tiền gửi mà giá rẻ ấy, đó thì nó rất là khó để nó mang lại được những khoản lợi nhuận ấy. Thì thị trường chứng khoán nó sẽ có một cái lực hấp dẫn, nó hấp dẫn lại được những cái dòng tiền thông minh đấy. Tương tự như câu trong cái giai đoạn vừa rồi, trong cái giai đoạn mà Covid lần hai này đó, nếu như mà những chị nào mình đã tham gia được ở trong cái giai đoạn này thì mình cũng biết lúc này dịch ấy, thì hầu như những chị mình ở nhà mình làm gì, ở nhà mình rất là chán đúng không, thì ở nhà mình chỉ cho chứng khoán thôi chứ mình đâu có đầu tư gì đâu, ở nhà làm gì ra tiền anh chị. Hoặc là những anh chị nào mình đang sản xuất kinh doanh ấy, hoặc là những anh chị nào mình làm du lịch ấy, thì cái đoạn vừa rồi thị trường đang hồi phục trở lại, những cái nền kinh tế trên thế giới cũng như Việt Nam mình đang trong cái quá trình mà nó dần dần nó hồi phục, thì bất ngờ bây giờ nó cũng có một cái tin đó là Covid vừa rồi nó cũng vừa xảy ra đấy. Thì nó là một cái tin khá là xấu đối với những cái nền kinh tế, nhưng đối với thị trường chứng khoán đây là một cái tin tốt, bởi vì nó sẽ thu hút được những cái dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán đó. Thì đó là những cái việc mà anh chị phải hiểu được là cái dư địa của thị trường chứng khoán ở giai đoạn tiếp theo nó sẽ rất là lớn. Cho nên vì thế trong những cái video trước ấy, những cái video mà năm ngoái năm 2020 em hay nói với chị mình là thật sự để mà làm một con siêu sóng ấy, thì năm 2021 nó mới đúng là một cái con siêu sóng, một cái con đại sóng của thị trường đó. Thì những cái quá trình điều chỉnh vừa rồi ấy, nó cũng sẽ thanh lọc đi những cái cổ đông trên thị trường à, những ông nào chén quá ấy, cũng đã bán ra. Còn những cái dòng tiền mới ấy, thì họ cũng đã tham gia vào thị trường. Những cái dòng tiền mà họ đã thấy thị trường nó chỉnh về một cái mức giá rẻ ấy, thì ít nhiều họ cũng đã có một cái sự hấp dẫn, một cái quá trình chiết khấu nó đủ để cho nhà đầu tư vào lại thị trường chứng khoán đấy. Cho nên cái nhịp chỉnh này là một cái nhịp chỉnh để tăng, chứ không phải là một nhịp mà nó downtrend hay là nó rơi luôn anh chị ha. Anh chị phải phân biệt được hai cái sự khác nhau. Một cái nhịp chỉnh trong một cái quá trình uptrend nó sẽ khác với một cái nhịp chỉnh và rơi luôn trong cái quá trình downtrend khi mà Covid lần một nha. Đó, anh chị phải phân biệt được này. Covid lần một và trước đó thì trường chung nó đang trong quá trình downtrend từ cái vùng đỉnh 1.200 rơi xuống.
sau đó nó tạo đáy và nó có những phiên bùng nổ eo đà và nó hồi phục trở lại và nó vào một cái con sóng mới. Đây là cái nhịp chỉnh Covid lần 2, chỉnh trong uptrend nha. Đó, còn đây là chỉnh có thể gọi là Covid lần 3, chỉnh trong cái giai đoạn uptrend thì nó sẽ khác nhau ha. Thì anh chị phải phân biệt được những vấn đề như thế. Nhưng mà cái cốt lõi trên thị trường ấy vẫn là cái yếu tố dòng tiền, cái quan hệ về cung cầu anh chị ha. Thì đấy, về cái phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, về cái mặt bằng về giá thì nó có một cái phiên tăng điểm rất là tốt. Nhưng mà cái yếu tố về khối lượng ấy thì nó chưa, mặc dù khối lượng ngày hôm nay nó tốt nha, mặc dù khối lượng tốt, khối lượng lớn hơn những phiên trước, nhưng mà nó được coi gọi là chưa đạt, nó chưa đạt về cái yếu tố mà bùng nổ heo đà anh chị. À, một cái phiên mà bùng nổ heo đà ấy thì ở đây nó có một cái phần coi như là em sẽ chỉ dạy cho anh chị mình luôn. Thì để một cái phiên bùng nổ heo đà ấy nó phải xuất hiện từ 4 đến 10 ngày sau cái thị trường chung nó có những quá trình mà nó tạo đáy. À, chứ ít là nó sẽ ít nhất ấy, là thì cái phiên đó nó sẽ tăng ít nhất là khoảng 1,5% về biên độ về giá. Còn về cái yếu tố về khối lượng ấy nó phải lớn gấp 1,5 lần đến 2 lần so với khối lượng trung bình 10 phiên thì nó mới được gọi là một phiên bùng nổ heo đà thành công anh chị ha. Đó, chúng ta phải hiểu về những cái phiên bùng nổ heo đà thì đó nó mới thành công. Đây anh chị mình thấy này, sau những quá trình tạo đáy này, phiên thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 này, đó, thứ 5, thứ 6, thì đây là cái phiên bùng nổ heo đà của ngày thứ 6, với một cái khối lượng nó lớn không, lớn đột biến, đó, thì đây mới là một cái tín hiệu cho thị trường bước vào một con sóng mới ha. Em sẽ lấy một cả vài cái ví dụ cho anh chị mình thấy luôn. Thì đây là cái nhịp thị trường downtrend này, có phải đây là stopping volume 3 không, tạo đáy 1 này, hồi phục này, test tạo đáy này, tạo đáy 2 này, đó, với khối lượng thấp hơn này, tương tự như cái giai đoạn hiện tại của chúng ta đúng không? Sau khi thị trường tạo đáy này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đó. Đây là cái phiên bùng nổ heo đà thứ tư, ngày thứ tư nha, đó. Anh chị mình thấy cái biên độ về giá này, chúng ta nhìn trên cái góc trái của màn hình ấy, chúng ta sẽ thấy là cái biên độ về giá cái phiên ngày hôm đó là cái phiên ngày 6 tháng 4 là cái biên độ về giá là gần 5%. Về mặt bằng khối lượng anh chị mình thấy không? Nó lớn gấp 1,5 lần so với những phiên trước và đặc biệt là 10 phiên giao dịch trung bình lần trước. Đó thì nó được gọi là một phiên bùng nổ heo đà thành công. Thì cứ sau phiên bùng nổ heo đà này anh chị mình cứ tự tin mình vào hàng đó là mình sẽ ăn được những con sóng còn lại của thị trường. Vì sao mà một cái phiên bùng nổ heo đà nó xác nhận xu hướng tăng anh chị? Đây là một cái phiên mà nó khối lượng lớn, nó cho thấy một cái yếu tố về dòng tiền của các đội lái ấy, họ đã đổ vào rất mạnh mẽ trên thị trường rồi. Khi mà đội lái họ đã đổ vào họ đẩy giá thị trường chung hoặc là họ đẩy giá cổ phiếu ấy thì họ sẽ chưa thể nào mà thoát ra ngay trong một hai phiên à, mà nó cần một cái quá trình uptrend, một cái quá trình đẩy giá mạnh mẽ và xa hơn thì khi đó đội lái nó mới phân phối những lượng hàng ha. Thì đấy, đây là một cái phiên cực kỳ quan trọng để nó xác nhận thị trường bước vào một cái xu thế tăng nha. Đó, tương tự anh chị, thị trường hiện tại anh chị nào mình đang cầm tiền ấy thì mình cũng chưa có vội. Nếu như mà hôm trước mình không có bắt đáy được ấy thì bây giờ mình cầm tiền thì mình cứ kiên nhẫn giúp em, cơ hội trên thị trường còn rất nhiều. Hôm nay mình không tham gia được thì ngày mai mình tham gia, tuần này không tham gia được thì tuần sau tham gia, đúng không? Năm này không tham gia được thì năm sau tham gia. À, cơ hội trên thị trường là còn rất nhiều. Cái việc mà anh chị mình tiếc nuối hay là mình cảm thấy bỏ lỡ cơ hội đó là một cái sai lầm. À, đấy, cho nên ai cầm tiền thì em cũng chấn ngang lại cái tâm lý của anh chị mình. Những anh chị nào mình vùng vẫy ngay đấy thì cũng chia buồn với anh chị mình và mình cũng đừng có bị cuốn vào cái trạng thái của thị trường phiên hôm nay. Mình có lao vào mình mua đuổi nó sẽ hơi rủi ro ha. Bởi vì sau một cái nhịp thị trường điều chỉnh vào những vùng 1.000 ấy, thì ngày hôm nay đóng cửa 1.111 điểm thì nó cũng đã hồi phục khoảng 100 hơn 100 điểm rồi. À, thì cái quá trình hồi phục như thế em đánh giá là rất là tốt của thị trường, rất là mạnh mẽ. Thì anh chị mình cũng hãy tương tự mình hiểu như là một trái banh đi. Khi mà nó rơi càng mạnh thì cái quá trình nó bật lên ấy sẽ càng nhanh ha. Đó. Nó bật lên đến một cái vùng mà nó đủ một cái yếu tố về cung thì nó sẽ tìm ra những cái điểm cân bằng và nó tích lũy lại. Thì khi đó nó sẽ mở ra những cái cơ hội cho anh chị mình phía sau. Chứ mình không có việc gì mà mình phải lao đầu mua đuổi. Thậm chí ngày hôm nay trong một cái room chứng khoán cộng đồng ấy, room của em ấy, cái room màu vàng này đó, thì cũng có một nhà đầu tư anh hỏi em là con bâu ngày hôm nay liệu mình có lao vào mua đuổi luôn hay không, giá trần luôn hay không, thì em phải đặt mũi vào chấm hỏi. Đấy, tại sao khi mà giá sàn ấy thì anh chị mình lại muốn bán ra, nhưng mà giá trần ấy thì mình lại muốn lao vào mua đuổi. À, thì anh chị phải hệ thống lại cái phương pháp đầu tư của mình cho nó đúng, hoặc chí ít là mình có thể về cái room khách hàng VIP của em. Ở đây là room khách hàng VIP ở công ty chứng khoán VBS. Anh chị có thể về đây mở tài khoản để em hỗ trợ chị mình trong cái quá trình đầu tư tiếp theo, đúng không? Đó.
hoặc là anh chị mình muốn tự trading ấy, mình muốn tự có những kiến thức để mình đầu tư cho nó lâu dài hơn ấy, thì mình có thể về cái khóa học của em. À, thì hiện tại em đang mở cái khóa học đào tạo về cái phương pháp VNA, phương pháp phân tích về những cái yếu tố dòng tiền của đội lái trên thị trường đó. Hiện chị nào mình quan tâm ấy, mình cũng có thể liên hệ cho em. Thì cái phiên bùng nổ heo đà này nè, nó chỉ là một cái phần nhỏ trong cái tư liệu, một cái quá trình đào tạo của em thôi ha. Thì hiện tại em cũng đang nhận học viên, tại vì đầu tháng 3 qua Tết âm là em sẽ khai giảng rồi đó. Thì anh chị nào mình quan tâm về cái buổi học ấy, thì mình có thể liên hệ cho em qua cái số Zalo mà em có để trong cái phần mô tả của kênh YouTube ấy. Thì đấy, và ngày hôm nay anh chị phải đặc biệt lưu ý này, thị trường giai đoạn tới ấy, mà nó có những yếu tố mà nó tích lũy lại ấy, thì nó sẽ có những cái cơ hội nó mở ra khá là nhiều. À, tại vì anh chị phải hiểu rằng là khi mà thị trường chung nó có những yếu tố tích lũy lại thì nó sẽ hình thành và nó sẽ vận động 80% các mã cổ phiếu trên thị trường sẽ tích lũy theo ha. Thì khi đó chúng ta mới có những điểm mua, và cái phương pháp của em mà nếu mà anh chị mình theo dõi em đã lâu ấy, thì thường em sẽ mua vào những cái mẫu hình mà cổ phiếu đang tích lũy, tại vì những cái vùng tích lũy ấy, sẽ là những cái vùng mà đội lái họ gom hàng. Khi mà họ gom đủ những cái lượng hàng ấy, và nó có những phiên test cung ấy, thì chúng ta mới vào hàng nó tự tin đó. Phương pháp của em là mình sẽ đánh theo những cái yếu tố về dòng tiền lớn nha, không bao việc mình phải phân tích những cái thanh khối lượng như thế này này đấy. Thì nhìn chung cái dòng tiền ngày hôm nay đổ vào thị trường cũng tương đối tốt nha anh chị, khối lượng như thế này đánh giá khá tốt rồi đấy. Đây là cái giai đoạn tương tự này, sau khi Mỹ trùng thị trường nó tạo những cái mô hình về nến Island Reversal à, mà nó bật tăng lên, và sau đó nó có những cái yếu tố mà nó tích lũy lại qua những vùng kháng cự trước ấy đó. Đây là những vùng kháng cự này, và nó có những yếu tố mà nó tích lũy lại gì, thì cái quá trình vận động tích lũy sẽ là quá trình vận động rất là đẹp đấy. Tại đây nó tích lũy để nó gom những lượng hàng, nếu như mà anh chị nào mình bắt đáy ấy, thì khi mà anh chị mình thấy cổ phiếu mình nó tích lũy lại mình sẽ cảm thấy rất là chán. Thì ít nhiều những cái biên độ của cổ phiếu đi ngang tích lũy thì nó sẽ tạo những cái tâm lý chán nản cho anh chị mình, và anh chị mình sẽ có những quá trình mà chốt lại đó. Thì khi mà anh chị mình chốt như thế thì đã lát nó gom được những lượng hàng đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, khi mà tích lũy là để làm gì, là để nó hấp thụ đi những cái lực cung mà anh chị nào mà mình đang kẹp hàng ấy đó. Thì khi mà cổ phiếu mình dịp về giá vốn đúng không, 80% các nhà đầu tư trên thị trường sẽ bán ra khi mà cảm thấy cổ phiếu về giá vốn đó. Thì đó là những cái tâm lý của nhà đầu tư mình phải hiểu được và mình phải phân tích được, thì cái quá trình anh chị mình đầu tư nó mới tự tin và nó mới mang ra được những khoản lợi nhuận đó. Thì sau khi mà nó tích lũy lại này, thì đây là một cái phiên bùng nổ này, cái phiên ngày 24/8 là cái phiên bùng nổ, biên độ về giá tăng 1.63%, về khối lượng là một cái khối lượng nó lớn hơn những phiên trước, ít nhất là phải lớn hơn gấp 1,5 lần. Thì đó là một cái phiên khá là đẹp đúng không. Hôm nay mà khối lượng nó phải cao hơn một chút nữa, nó tầm khoảng 8-900 triệu cổ phiếu ấy, thì nó mới đạt. Thì đấy, chúng ta sẽ phân tích thêm một vài yếu tố thị trường chung nữa ha. Thì giai đoạn này bên room khách hàng của em ấy, thì ngày hôm nay em cũng đã tận dụng những cái yếu tố về thị trường, em cũng đã cơ cấu lại một phần danh mục. À, hiện tại cái chiến lược của em ấy, em sẽ đưa về những cái tỷ trọng 50% danh mục chúng ta vẫn nắm giữ cổ phiếu, 50% còn lại chúng ta sẽ cầm tiền mặt. Tại vì sao như thế, tại vì thị trường chung ở giai đoạn này ấy, em cho là nó sẽ chưa có bứt phá lên ngay, mà nó sẽ có những yếu tố mà nó lình xình quanh những cái vùng mà 1.100 ấy đó. Thì khi mà nó nhún nhảy và nó lình xình quanh những vùng 1.100 ấy, thì khi đó cơ hội chúng ta sẽ quan sát, và 50% tiền mặt đấy chúng ta sẽ canh những cái lượng cổ phiếu nào mà nó tốt, những cái yếu tố dòng tiền đổ lái họ gom hàng họ đánh lên ấy, thì chúng ta sẽ tham gia. Còn 50% cổ phiếu còn lại ấy, thì chúng ta sẽ phòng ngừa cho cái việc mà thị trường nó đánh khóc lên luôn, thì đó chúng ta vẫn còn 50% lượng hàng đấy anh chị ha. Thì đấy là cái chiến lược mà em đã đưa ra cho cái đơn khách hàng của em, tại vì 50% tiền mặt và 50% lượng hàng ấy, thì thị trường nó như thế nào chúng ta sẽ có những cách xử lý và chúng ta sẽ kịp thời chúng ta phản ứng. À, chúng ta sẽ không quá bị động. Nếu như mà anh chị mình cầm quá nhiều tiền, mình cầm full tiền ở trong giai đoạn hiện tại ấy, thì em hỏi rằng là ngày hôm nay tâm lý anh chị mình có ổn hay không đấy. Mình rất là bị chi phối bởi cái tâm lý thị trường, tại vì anh chị mình chỉ biết nhìn những cái bảng điện như thế này. À, khi mà mình nhìn bảng điện ngày hôm nay mình thấy này, mã nào cũng xanh, mã nào cũng tím, tâm lý anh chị mình đâu có nổi đâu. Nhờ giờ một cái điện thoại mình cảm thấy tài khoản mình chả có mã nào cả, thì như thế anh chị mình sẽ rất là khó chịu đó. Hoặc là những anh chị nào mình đang cầm full cổ phiếu về đoạn vừa rồi ấy, mà mình thấy thị trường trung chỉnh ấy, cái tâm lý anh chị mình rất hoang mang đúng không đó. Cái vì thế cho hiện tại thị trường nó đang có những yếu tố nó hồi phục, mình sẽ cập tận dụng, mình cơ cấu đi những cái mặt cổ phiếu yếu, mình giữ lại những mã mạnh và mình ưu tiên mình chuyển đổi cái phần cổ phiếu đấy thành lại 50% tiền, để cho thị trường nó có những cái biến cố như thế nào, những cái vận động nào, thì anh chị mình sẽ xem những cái video của em và mình sẽ xử lý ở trong giai đoạn tiếp theo ha. Đấy, giai đoạn này anh chị mình ngày hôm nay ấy,
thì anh chị mình cũng không nên mua đuổi ở trong cái phiên này nữa. Nó cũng khá là rủi ro ấy, về hàng T cộng 3 nha. Tại vì anh chị phải biết rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam ấy là thị trường chứng khoán T cộng 3, thì cái việc mà chúng ta vào hàng chúng ta phải tính toán được những cái rủi ro khi mà hàng về ha. Thì hôm trước anh chị nào mình còn nhớ không? Anh chị nào mà hay nói là cái phiên này là những cái phiên mà nhỏ lẻ hay bắt đáy này đó, những phiên bắt đáy này hàng về đúng không? Nhưng mà chị thấy ngày hôm nay thị trường nó vẫn tăng tốt, thì nó cho thấy cái tín hiệu gì? Nó cho thấy cái tín hiệu là những cái phiên mà nhịp tuần rò mà nó giảm mạnh đấy, không có nhà tư cá nhân nào mình giá bắt đáy đâu, thậm chí là nếu muốn mua á chỉ là một cái số lượng ít thôi. Thường là các big boy trên thị trường họ sẽ vào hàng những cái phiên mà giảm mạnh như thế này ha, chứ nhỏ lẻ rất là sợ. Phiên hôm đấy thậm chí anh chị mình còn muốn bán là cổ phiếu mà đúng không? Đó thì trong cái video này em cũng đã chia sẻ với anh chị mình nó sơ lược về cái phiên bùng nổ heo đà, thì mình phải xem xét nó rất là kỹ ha, để mình canh mình có những điểm mua cho nó tốt. Anh chị mình nào quan tâm thêm ấy, mình muốn có những cái điểm mua và những cái kiến nghị trong trong phiên ấy, thì mình có thể về cái đường VIP của em. Ok, tiếp này chúng ta sẽ đi cùng nhau phân tích về cái vận động của thị trường chung. À, nó còn một cái yếu tố ngày hôm nay khá là hay, đó là cái khối ngoại này, chị thấy không? Ngày hôm nay khối ngoại họ tiếp tục họ mua ròng 1.100 tỷ trên sàn thị trường chứng khoán. Nó tập trung vào cái chứng chỉ quỹ, cái chứng chỉ hơn. Thứ hai ấy, là nó sẽ tập trung vào cả con Masan. Ngày hôm nay Masan cũng mua khá nhiều này, VIX này, những mã chủ này, HPR này, Vinamilk này, Vinthom là những mã mà khối ngoại ngày hôm nay họ quan tâm ha. Đấy, thì khối ngoại nó mua ròng là những cái tín hiệu khá là tốt của thị trường chứng khoán anh chị. Đó, chúng ta nhìn xem thị trường thế giới nó cũng đang có những yếu tố xanh điểm khá là mạnh đúng không? Thì ngày hôm qua tối Dow Jones nó cũng tăng 475 điểm, thì nó cũng đồng thuận với cái việc mà thị trường đánh lên ngày hôm nay ha. Thì em đã dự đoán trước những cái điều đấy và em trao đổi với chị mình trong cái video vừa rồi là thị trường ngày hôm nay sẽ có những yếu tố mà nó mở gấp up ha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích về những cái dòng cổ phiếu ngày hôm nay như thế nào ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua những cổ phiếu như là dòng ngân hàng đi. Đó, thì thường em hay đi dòng ngân hàng trước thì ACB đó, thì có một cái yếu tố mà chị mình đang nắm giữ ACB mình lưu ý này, thì ACB em thấy có một cái tín hiệu nó tốt hơn những cổ phiếu khác. Tại vì sao? Tại vì nó không bị tăng và nó không bị hồi phục quá nóng à, thì những mã này khi mà nó tìm mình được những cái điểm mà nó tích lũy thì sẽ là những mã cổ phiếu khá là khỏe nha. Em không kỳ vọng cổ phiếu lên là chữ V đâu anh chị à, mà em kỳ vọng cổ phiếu nó không bị cuốn theo những yếu tố thị trường chung đó. Những cái phiên hồi phục với khối lượng thấp như thế này thì nó không mang những cái yếu tố mà nhỏ lẻ đu bám. Tuy nhiên anh chị nào mình đang nắm giữ ACB mình cũng phải hết sức lưu ý, tại vì ACB nó đang gặp lại những cái vùng kháng cự lần trước này đó. Thì thông thường mà gặp lại những vùng kháng cự ấy mà nó có những yếu tố mà nó tích lũy lại thì nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều ha. Đấy, thì ai quan tâm ACB mình phải lưu ý nha, nó BID đúng không, em nói chị mình cứ giữ đi. Cổ phiếu này nó đã về những cái vùng chiết khấu khá là đẹp à, thì em cũng canh vô một ít ở giá 38. Thì với BID cái những cái nhịp mà hồi phục lên bao nhiêu là anh chị mình sẽ có những điểm kháng cự này, thì kháng cự của BID sẽ là những cái vùng quanh những vùng 43 nha. Đó, tại đây nó mới có những vùng kháng cự, thì ai mà nắm giữ mã này thì mình canh lên những vùng 43 mình sẽ có những yếu tố mình chốt ngắn được. Hôm nay em sẽ đưa những điểm kháng cự cổ phiếu để cho anh chị nào mình bắt đáy hoặc là mình đang nắm giữ trong cái nhịp hồi phục ấy, thì mình cũng biết vùng nào mình nên bán cổ phiếu. Thì con CTG những cái vùng quanh 35 35.5 ấy là những cái điểm mà anh chị mình nên hạ nó ra. Ai mà bắt đáy thì cũng nên chốt, ai bị kịp hàng thì cũng nên hạ đó. Anh chị mình thấy ngày hôm nay nó cũng đã phản ứng không có quyết liệt với những yếu tố của thị trường đúng không? Thông thường mà anh chị mình thấy một cái phim mà nó hồi phục ấy, là con này nó rất là dễ đánh trần ha, nhưng ngày hôm nay nó cũng gặp những áp lực bán trở lại khi mà nó gặp quanh những vùng kháng cự rồi. HD Bank cũng tương tự ha. Thì HD Bank nó cũng đang gặp là những cái vùng kháng cự trước này đó, những cái vùng quanh những vùng 24 á là những cái điểm kháng cự của HD Bank. Thì ai mà nắm ngang mình phải hết sức lưu ý về kháng cự nha. Kháng cự và hỗ trợ là hai cái kiến thức nó rất là cơ bản cho một cái yếu tố về phân tích về kỹ thuật và đặc biệt là phân tích về dòng tiền. Nhưng kháng cự là điểm để bán, nhưng mà hỗ trợ không phải là điểm để mua nha. Mà mình phải hết sức lưu ý về những cái thông tin và những cái kiến thức như thế em đã chia sẻ cho anh chị mình. LBB ngày hôm nay nó trần rồi đúng không? Đó, hôm trước em nói với chị mình ai có hàng LBB thì cứ nắm giữ đi. À, mà này em thấy được một cái sức bật của nó sẽ khá là tốt trong cái nhịp sau. Và cái vùng nào là cái vùng mà anh chị mình sẽ canh mình chốt này, đó là những cái điểm khi mà nó lấp là cái gap ở những cái điểm mà 13.5 nha. Khi mà cổ phiếu nó lấp gap ấy thì gap trước sẽ là kháng cự sau ha. Đó, ngày hôm nay nó tăng tốt này, với khối lượng như thế này không có sự đu bám quá nhiều ha, nhưng mà gặp kháng cự nó sẽ có những yếu tố mà nó lình xình hoặc nó giảm nhẹ lại.
thì lúc đó gặp kháng cự mình chốt chỉnh là mình có vớn. MBB này kháng cự này nó cũng gặp kháng cự nha anh chị. Nhật đợt trước em không báo chị mình bán ấy, là tại vì khi nó về những vùng hỗ trợ anh chị thấy có sức đỡ lại không đó. Rất nhiều, nhưng mà cổ phiếu nó về hỗ trợ và nó có những cái yếu tố mà nó bật trở lại thì hỗ trợ sẽ là không phải là điểm để bán nha. Hay về ấy, về hỗ trợ ấy, nó sẽ kìm hãm cái đà giảm giá của cổ phiếu. Khi về đây anh chị mình sẽ không bán mà mình kiên nhẫn mình nắm thêm một chút. Về đây mà anh chị mình kiên nhẫn mình nắm thêm một chút thì mình thấy bây giờ nó thồi lên này, muốn bán thì bán, chi ít nó cũng đã lãi ba giá so với cái giá mà thấp nhất rồi. HB ngày hôm nay cũng hồi tốt đúng không? Thì trong hai phiên vừa rồi ấy, anh chị mình nhìn trên một cái mặt bằng chung ấy, thì con SHB là một cái con mà nó cho một cái tín hiệu hồi phục khá là khỏe đó. Nó hồi phục khoảng 18% so với cái phiên ngày hôm qua đến bây giờ là 18% đó. Thì những cái tín hiệu hồi phục như thế nó cũng sẽ cho thấy là cái lượng cổ phiếu nhỏ lẻ đu bám của SHB này bây giờ nó không còn nhiều à. Nhưng mà với em sẽ chưa kỳ vọng SHB đánh lên ngay, mà nó phải có những yếu tố mà nó hồi phục lên những cái điểm quanh những vùng 16.5 ấy, hoặc là những cái vùng 15.5 là những cái vùng kháng cự hiện tại của SHB này đó. Xa hơn sẽ là những cái vùng 17 ấy, thì nó sẽ có những yếu tố mà nó tích lũy lại. Tích lũy lại để làm gì? Để nó rũ bỏ đi bớt những cái lượng hàng đu bám bắt đáy đó. Hoặc là những chị nào mình bị kẹt hàng ấy, khi mà nó hồi phục mà mình không muốn bán ấy, mà cổ phiếu nó còn đi ngang ấy, mình sẽ rất là chán nản và mình cũng bán được những cái lượng cổ phiếu đó. Khi đó cái nhịp phía sau nó đánh lên sẽ càng nhẹ hơn nữa. Thì bây giờ SHB nó cũng đã bớt đi những lượng hàng nhỏ lẻ đu bám mà sau một cái nhịp chỉnh như thế này ấy, thì nó cũng đã thanh lọc đi bớt những cái lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu rồi ha. Thì với mã này hôm nay em cũng cho lên khách hàng của em cơ cấu trước 30% giá 15.5, thì em cũng báo từ lúc sáng rồi. Em biết em đoán được và em phân tích được những cái yếu tố mà cổ phiếu sẽ tăng trong cái phiên chiều nay. Em báo trước là kê bán 13.5 trước này đó, thậm chí trong phiên có lúc lên 13.15, 15.8 luôn mà. Thì đấy, thì chúng ta cứ tận dụng, chúng ta cơ cấu trước một phần cũng chưa có gì quá vội với SHB anh chị ha. Hai phiên hồi phục như thế này thì nó cũng đã kéo anh chị mình về bờ à. Thì đấy, em nói rồi mà, sau cơn mưa trời lại sáng đúng không, qua hồi hơi like đúng không. Đấy, tiếp theo là con STB. STB thì bây giờ nó cũng hồi, ngày hôm nay nó cũng hồi, những cái tín hiệu cũng tương đối tốt ha. Đấy, và nó cũng đang gặp lại những vùng kháng cự này. Anh chị phải hết sức lưu ý về kháng cự của dòng ngân hàng nha. Thì ngày mai, ở phiên ngày mai em cho là đầu phiên sáng mà thị trường nó có những yếu tố mà nó xanh đấy, thì hãy tận dụng cơ cấu đi. Bởi vì cổ phiếu cũng đang gặp những vùng kháng cự rồi, và cái lực mà cổ phiếu nó kéo thị trường ấy, từ những vùng 1.000 lên đến bây giờ thì cũng đã hơn 110 điểm. Có những mã nó chạy rất là sốc rồi. Đó, thì nó phải cần những cái đà mà nó hạ nhiệt trở lại, nó tích lũy lại, thì sau đó nó có những cái sự phân hóa về những cái yếu tố dòng tiền, thì cái nhịp sau chúng ta mới tham gia được nó tốt hơn nha. Đó, chứ không có thị trường nào mà tăng mãi lên chị, cũng không có thị trường nào mà giảm mãi cả, cũng không có một mã cổ phiếu nào mà kéo riết, cũng không có một mã cổ phiếu nào mà bị đè giá hoài. Anh chị phải hiểu như thế ha. Chúng ta phải cảm thấy đủ với những cái quá trình mà nó hồi phục, hoặc là đủ với cái nhịp tăng thì chúng ta phải chốt. Đó, thay vì thế chúng ta phải phân tích những cái yếu tố về kháng cự này, chị hãy gặp kháng cự trên 18 này. Đó, Techcombank thì nó hồi phục khá là tốt nha. Và cái vùng kháng cự của Techcombank hôm trước mình đã nói với chị rồi đúng không? Mã này nó hồi lên những vùng 37 ấy. Đó. Thì đây là những cái điểm mà chị sẽ canh chốt với con Techcombank nha. Tiên Phong. Tiên Phong mã này cũng có những tín hiệu cực kỳ đẹp. Và đây là những cái phiên mà nó hấp thụ những cái lượng hàng khá là tốt đúng không? Khối lượng lớn này, stopping volume 3 này. Đó, anh chị nào mình hiểu về kỹ thuật VSA ấy, thì đây là những phiên stopping volume 3 cho những hiệu tạo đáy. Thì với con này em cho là khi mà nó đánh lên ấy, sẽ đánh rất là mạnh nha. Sẽ lên ở những vùng mà 29 luôn ấy. Tại vì sao? Tại vì trước đó nó có những yếu tố dòng tiền vào đánh này, và ở mà cổ phiếu Tiên Phong ấy nó chưa có những cái sự phân phối, đội đáy nó còn bị kẹp hàng khá là nhiều trong cổ phiếu. Thì khi mà dòng tiền của đội lớn ấy nó còn trong cổ phiếu thì cái quá trình nó đánh lên sẽ khá là nhanh nha. Đấy, cho nên chị phải lưu ý. Vietcombank này nó cũng hồi lên vùng kháng cự rồi đúng không? Đó, những cái vùng mà 98-100 ấy là những cái vùng mà anh chị mình canh, mình hạ bớt một phần của Vietcombank đi ha. Đó, gặp kháng cự rồi nè. VAB mã này em chia sẻ với anh chị mình rất nhiều lần rồi, là những mà cổ phiếu mà em đánh giá khá là cao trong cái giai đoạn hiện tại ha. Đó, thì ngày hôm nay nó cũng đóng cửa một phiên gần như là trần rồi, nhưng mà nó cũng gặp là những vùng kháng cự trước nha anh chị. Hiện tại cái vùng kháng cự của nó sẽ là những vùng 34.5, xa hơn sẽ là những vùng 36 ha. Đó, những cái điểm kháng cự mà anh chị phải hết sức lưu ý. VBank này, con này nó cũng hồi phục khá là quyết liệt ha. Hai cây đánh trần, cái biên độ mà nó hồi phục ấy, từ giá đáy lên là bao nhiêu, cũng đã 26% rồi, rất là kinh khủng. Và nó cũng là một trong những mà cổ phiếu mà nó cho cái tín hiệu hồi phục mạnh mẽ. Nhưng mà cái vùng nào là vùng anh chị nên bán là những vùng 36.5, 37 ha. Đó là những cái điểm kháng cự của VB. Và những mã hồi phục hình chữ V như thế này ấy, nó vừa tốt mà nó vừa xấu nha.
nó vừa tốt là cái quá trình hồi phục và cái sức bật của nó rất là lớn, nhưng mà nó vừa vừa xấu ấy là gì, là cái giai đoạn phía sau ấy, khi mà những cổ phiếu khác mà nó tích lũy xong ấy, nhưng mà cổ phiếu này phải tích lũy lại và nó chạy khá là chậm. Thì đấy, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua những mã cổ phiếu VN30 nha. Thì VN30 mình sẽ nhìn vào những mã cổ phiếu nào. Đầu tiên là sẽ nhìn vào mã chủ đi, MWG này. Thì hôm nay những mã cổ phiếu như MWG ấy, nó là những mã cổ phiếu mà nó cho cái tín hiệu thị trường chung hồi phục trước, và nó cũng là những mã cổ phiếu mà nó giữ giá thị trường chung tốt nhất ở trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy không, cổ phiếu nào kéo ấy thì nó cũng sẽ có những yếu tố mà nó bị yếu lại. À, con trâu ấy mà anh chị mình bắt nó đi cày ấy, thì nó cũng biết mệt mà đó. Thì MWG bây giờ nó cũng đang có những yếu tố mà nó hạ nhiệt trở lại này, thì những mã này nó phải cần những yếu tố mà nó hạ nhiệt, nó tích lũy lại đó, thì nó mới có những yếu tố mà nó gom hàng đánh lên nhịp sau ha. Tại vì nó đã kéo quá nhiều rồi, nó đã đỡ cho dùng chung rất là nhiều trong cái nhịp chỉnh vừa rồi ha, và những mã này nó còn rất là khỏe nha anh chị đó. Thì hôm nay những cái tín hiệu, những mà cổ phiếu mà nó dẫn dắt nó cũng đã suy yếu đi một chút, thì đó nó cũng sẽ hợp thức hóa với cái việc mà dùng chung bây giờ nó cũng đã tăng và hồi phục khá nhiều rồi, ha, và nó sẽ có những áp lực mà nó rung rắc và nó dập dìu ở trong những cái phiên sắp tới, nhưng đặc biệt là những cái phiên trước Tết ấy, thì em kỳ vọng trước Tết thị trường sẽ tích lũy lại thì sẽ đẹp hơn khá là nhiều. À, tích lũy để tạo một cái nền, tạo một cái đà để thị trường qua Tết đánh lên ha. Thì em kia em cũng chưa kỳ vọng hồi phục ngay đâu, cho nên chị mình ấy, em nói cũng đừng có quá vội vàng. Đầu tư trên thị trường phải có những sự kiên nhẫn, kiên nhẫn mới có quà, còn quá vội vàng ấy thì sẽ rất là dễ đu đỉnh bán đáy ha. Vinamilk ngày hôm nay thế nào? Đó, Vinamilk nó cũng đang hồi phục vào những cái nền trước này, thì những cái nền trước sẽ là những cái nền kháng cự của nó luôn đúng không? Thì không thường mà gặp kháng cự của phía sẽ tích lũy lại này. Ví dụ cho chị mình xem luôn nè, hồi phục mạnh thì mạnh chứ gặp kháng cự mới tích lũy. Anh chị mình thấy không? Quá trình chỉnh nè, gãy nền vũ nè, sau đó hồi phục nè, cũng bị kép giờ nè, gặp kháng cự rồi đúng không? Kháng cự tích lũy đó. Thì sau khi nó tích lũy có những yếu tố kiệt bị cung ấy, thì đó chúng ta cứ vào hàng, chứ không có bị mỏi đâu ha anh chị ha. Mặc dù giai đoạn này em không cần đánh đâu ấy. Đó, Vinamilk cũng tương tự ha, gặp kháng cự tích lũy lại sẽ hồi phục và sẽ đánh ha. Và những mã như Vinamilk thì hôm qua em nói rồi ha, là những mã sẽ có một cái dư địa nó chạy khá là mạnh đấy. Vick đấy, nó cũng hồi phục về kháng cự này, về đánh giá là chị thấy không đó. Sabico mã này hơi yếu ha, tại vì nó cũng bị lọt khỏi VN30 rồi. VGC này đó, hồi phục về kháng cự. Đây những vùng kháng cự trước của các mã chủ ha, thì các mã chủ cái sức bật và cái dư địa kéo của nó ấy, cũng đã yếu rồi nha anh chị. Anh chị thấy không, nó hồi phục về kháng cự thì cái áp lực bán sẽ có, thì nó cũng vô hình chung nó cũng sẽ không thể nào mà nó kéo thị trường đi lên mạnh mẽ tiếp theo được đó. Thì hay vì thế chúng ta phải quan sát hơn ở trong những cái phiên còn lại của thị trường ha. Đó, Vinhome ngày hôm nay cũng khá ổn, ok. Thì Vinhome ngày hôm nay room em cũng đã canh những cái điểm quanh 98 em hạ chung một phần rồi nè. Thì đây cũng một kháng cự mà, gặp kháng cự mình cứ chốt thôi. Đó, thì hôm nay đóng cửa giá 97.2. Thì những mã như thế này cái dư địa nó kéo sẽ chưa đâu, nó phải cần những quá trình nó hồi phục tiếp và nó tích lũy. BNG, có BNG không? Cái sức bật của dòng bán lẻ nó rất là lớn nha. Trong một cái tầm nhìn về những phiên sau Tết ấy, thì cái dòng bán lẻ sẽ là những cái dòng dẫn dắt. Nhưng mà hiện tại trong những xu hướng ngắn hạn nó đang bị quá tải. À, nó đang bị kéo quá tải và nó chịu quá nhiều cái sức ép ở trong cái giai đoạn mà dường chung chỉnh vừa rồi, cho nên bây giờ nó phải cần những quá trình nó hạ nhiệt đi. Gặp kháng cự này anh chị thấy không, con FPT thì nó hơi dị chứ ha. Thì FPT là một cổ phiếu mà cổ phiếu mà em thấy mạnh nhất trong ngày hôm nay, mặc dù nó không phải là tăng trần nhưng mà nó có một cái yếu tố nó khá là khỏe. Đây là những vùng kháng cự 1.200 của cổ phiếu này anh chị thấy không, và sau đó nó bật vượt những vùng kháng cự luôn. Thì ngày hôm nay yếu tố dòng tiền ngoài đánh của FPT là rất lớn nha. Hai phiên dòng tiền lớn đổ vào đánh cực kỳ mạnh mẽ với FPT. Thì FPT sẽ là một mã cổ phiếu siêu cổ ở trong những cái giai đoạn tiếp theo của thị trường nha. Đó, nhưng mà anh chị cứ chờ thôi, chờ nó tích lũy lại vào cũng không có việc gì phải mua đuổi cả. Thậm chí nếu mà muốn mua, phiên hôm nay nó vượt đỉnh cũng là những điểm mua này. Đó, FPT rất là mạnh, nó là cổ phiếu cho tín hiệu thị trường chung sẽ vượt 1.200 trong sớm muộn ở giai đoạn sau Tết thôi. Tại vì đây một mã nó cho tín hiệu chẳng sống mà. Đây là những cái yếu tố mà nó tạo đáy trước này, nó test đáy trước này. Đó. Thì ngoài những mã cổ phiếu VN30 ra ấy, thì ngày hôm nay còn những cái mã cổ phiếu bên ngoài cũng hồi phục khá là khỏe ha. Rất là nhiều mã nó hồi phục với những tín hiệu quyết liệt, đặc biệt là cái dòng cổ phiếu của dầu khí ấy. Em thấy ngày hôm nay khá là ok này. Thằng Masan chúng ta xem thế nào. Đây Masan cũng gặp kháng cự ở đây, kháng cự nè. À, xa hơn cho những vùng mà kháng cự 9, 98, 99. Thì dòng dầu khí
hôm nay cũng khá là tốt ha, VS này đóng cửa trần này đó, nhưng mà nó gặp kháng cự này. Em kể trước cho anh chị mình đúng không, hôm trước em nói với anh chị mình BVS ấy, lên 18 thì bán đúng không, hạ trước 50% danh mục đi, 50% cổ phiếu đi, tại vì nó gặp những vùng kháng cự này đó. VVD này, VD cũng tương tự thôi, VT đấy, VT cũng khá anh chị ha, những cái vùng gáp ấy cũng là những vùng kháng cự của nó, cho nên anh chị nào đang nắm nhầm chủ ý ấy, thì ưu tiên hạ ra trước 50% để chuyển đổi những cái phần tiền mặt. Bao cũng vậy, những vận động của một dòng cổ phiếu ấy, nó sẽ vận động chung với nhau đó. Bao thì nó chưa có lắp hẳn, thì ai mà nắm thì canh lên những vùng mà 12.7, 2.8 thì bán. Gas, gas thì nó đánh khá là chuẩn cái mô hình theo thị trường chung ha. Mô hình đây là mô hình gì, Island Reversal ấy, đó. Và cái vùng kháng cự của con gas này sẽ là những vùng mà nó xa hơn một chút, thì sẽ là những cái vùng 85 ha, cái vùng kháng cự nó mạnh hơn, nó mạnh hơn. Nhìn qua cái dòng khép thì mới nào HPG. Ôi HPG nó cũng, đây nó cũng gặp là những vùng kháng cự này, chị thấy không? Rất là đơn giản. Đó, HG tương tự với nhau anh, một dòng cổ phiếu sẽ vận động chung mà. Đây những cái điểm mà kháng cự này. Đó, thì hầu hết anh chị mình thấy những mà cổ phiếu nó đang gặp là những vùng kháng cự ha. Cho nên ở trong những viên ngày mai ngày mốt ấy, thì mình phải hết sức lưu ý nha. Và mình phải tỉnh táo, hạn chế mua đuổi. Thì đó những mã cổ phiếu mà em vừa phân tích qua cho anh chị mình ha. Nhìn qua cái dòng phân bón xem. DCM này. Thì đấy, DCM cái vùng kháng cự mà mạnh nhất của nó sẽ là những vùng mà canh những vùng 13 hình như đang bán. Những cái vùng gắt trước ấy. DBM cũng thế, đem kẻ sẵn rồi nè. Đó, những vùng mà 16 ấy, 16.5 ấy thì bán ra. Nè anh chị thấy không? Đỉnh trước sẽ là hỗ trợ sâu này. Đó, khi mà nó về hỗ trợ này, nó sẽ có những yếu tố nó mặc lại này, khá là tốt đúng không? Cho nên anh chị mình chỉ nắm những cái kiến thức cơ bản về kháng cự hỗ trợ này là được rồi. Còn về yếu tố thị trường chung ấy, thì anh chị phải chờ thêm một cái phiên mà nó xác nhận bùng nó theo đà ha. Đó, thì ngày mai em cho là thị trường nó sẽ mở những cái phiên xanh điểm ấy, thì anh chị mình hãy bán đi một phần danh mục, giữ lên một phần, chứ không bán hết nha, lưu ý nha, không bán hết. Khi nó chỉnh lại mình canh mình cover. Đó, thì cái video ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ với anh chị mình như thế. Thì tối nay em cũng một số việc bận đó, thì chúc anh chị mình có một cái buổi tối vui vẻ ha. Hẹn gặp lại anh chị mình trong cái phiên việc ngày mai. Thì nói chung hai phiên vừa rồi thì nó cũng khá là tốt, nó cũng kéo đi lại một cái phần mà chị đã thua lỗ anh chị ha, mà cũng mình cũng có một cái Tết nó ngon lành hơn, nó ổn định hơn đấy. Chúc mừng cả nhà.